Quý Phật tử nhớ, Đức Phật dạy có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Vậy thì khi có chuyện gì làm cho quý Phật tử giận hờn, buồn phiền, lo lắng, đau khổ thì hãy tắc ý ngay, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả đều là nhân quả. Không có buồn giận, không có lo lắng, không có sợ hãi. Phải vui vẻ chấp nhận nhân quả, để vượt ra nhân quả. Còn lo lắng, sợ hãi tức là bị nhân quả chi phối. Quý Phật tử nghe lời này. Nếu khi một cái việc gì xảy đến cho mình mà quý Phật tử lo lắng, buồn, phiền, đau khổ, giận hờn, thì đó quý vị bị nhân quả chi phối. Còn quý vị thản nhiên, vui vẻ, không buồn, không giận, không phiền, không lo, thì đó quý vị vượt trên nhân quả. Thôi ngay cả cái thân của quý vị khi đau bệnh, dù cái bệnh rất hiểm nghèo như bệnh ung thư, quý vị đừng sợ hãi, mà hãy tắc ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả bệnh tật không có sợ, nó sẽ đi ra khỏi thân này. Quý vị cần tắc ý, cần chỉ hướng tâm về điều đó, thì quý vị không có còn đi bác sĩ, không còn đi nhà thương, không còn chỗ nào hết. Chứ hở một chút thì quý vị đi nhà thương, đi bác sĩ, vừa tốn tiền mà vừa nằm trong bệnh viện, những người thân mình rất là nhọc nhằn, cực khổ, phải theo nuôi dưỡng. Còn trái lại, quý vị thấy bây giờ mình bệnh đau, mình không làm gì, cứ nằm, chơi, đau nhức chẳng sợ, ta thấy thọ là vô thường. Hôm nay đau thì lát nữa không đau, ngày nay đau thì ngày mai sẽ không đau, có gì mà phải sợ hãi. Ai không đau, ai không bệnh, nhức, đau mặt đau, kệ nó. Mấy con cứ lầm lì như vậy, bệnh đau nào nó cũng không tác động được thanh tâm mấy con. Còn mấy con cứ sợ hãi là nó sẽ đến thăm mấy con hoài. Uống thuốc thì hết bệnh này sẽ có bệnh khác. Còn tác ý mà đuổi bệnh thì bệnh sẽ không còn bệnh tật đến nữa. Pháp Phật như thần dược quá hay. Tại sao chúng ta không áp dụng, không có tốn tiền? Chỉ có tự thắp đuốc lên mà đi, chỉ có ra công mà đem lại sự bình an cho bản thân mình. Phật làm chủ được sanh già bệnh chết. Thầy làm chủ được sanh già bệnh chết đâu phải hoài ý thức. Thầy có thân cũng như mấy con có thân, nhưng thân này sao không bệnh? Tại vì có bệnh thì đuổi nó đi. Còn mấy con có bệnh mà không chịu đuổi thì nó làm sao nó đi? Mấy con có ý thức chứ đâu phải không ý thức. Ý thức cũng giống như thầy, thì mình phải tắc ý đó. Thọ là vô thường, cái bệnh nhức đầu này không được ở đây, đi đi, tao cho mày nhức đi, mày chết đi cho rồi. Cỡ như mấy con tuổi như thế này chết thì mấy con sẽ sanh làm đứa trẻ khác, không phải sướng sao? Nó còn khỏe hơn, già rồi lụm cụm có sung sướng gì. Cậu cho nó chết được cái thân này, có phải mấy con? Còn mấy con hở là chút sợ, già lụm cụm mà cũng còn sợ chết nữa. Thầy mong cho nó chết cho nó khỏe mà tại sao nó không chết? Phải không mấy con, thấy không? Một người cầu cho nó chết mà nó không dám chết, còn người sợ chết nó chết. Không, mấy con cứ hỏi mấy người mà chết, họ có sợ chết không? Sợ chợ, sợ nó mới chết đó. Thầy bây giờ thầy muốn sống 100 tuổi, thầy không sợ chết, nó sống 100 tuổi. Chỉ có thầy muốn chết, thầy bảo tịnh chỉ hơi thở, nằm xuống chết cho thầy. Thì cái thân thầy nằm xuống, nó nín thở, nó không thở nữa, nó chết. Các con thấy tại sao mấy con cũng có hơi thở, thầy cũng có hơi thở, mà thầy điều khiển được hơi thở, thầy chết sớm, còn mấy con không làm được. Tại vì mấy con không sử dụng pháp tắc ý. Các con có ý thức mà không chịu dùng nó, cho nên mấy con không có làm chủ. Thầy không có giấu mấy con một cái gì hết. Cái gì thầy cũng dạy mấy con đủ hết, nhưng mấy con lười biếng không chịu tắc ý. Tâm niệm mấy con khởi ra muốn gì, dừng lại, dục là đau khổ. Nguyên nhân sanh ra đau khổ là lòng ham muốn. Không có ham muốn gì hết á.
À, bây giờ con cái nó cho mình ăn cái gì đó, nó tụi bay cho tao ăn vậy, tao ăn sao được, già rồi sao ăn được. Thì ăn không được thì ăn cơm với muối, còn ăn cơm không được thì nuốt không được thì lấy nước chế vô nuốt, cần gì phải đòi canh riêu cho cực khổ người khác. Mới còn thèm. Như thầy bây giờ ai cho ăn gì thầy ăn cũng được hết, ăn sống chứ không phải ăn cái cầu ngon. Còn mấy con cầu ngon là mấy con khổ nó, mấy con chạy theo dục. Cho nên ở đây á, thầy mong rằng dục là nguyên nhân sinh ra đau khổ. Đức Phật đã nói mà, cái chân lý mà khổ tập diệt đạo. Mà tập đế là cái gì? Là cái lòng ham muốn của mình. Lòng ham muốn là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Còn diệt là cái niết bàn, cái trạng thái tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự. Hằng ngày mấy con ở trong cái trạng thái giải thoát, tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự không phải sung sướng rồi. Bây giờ nó có nghĩ nào hoặc có chuyện gì trái ý kịch lòng thì mấy con tắt ý tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự. Thì nó trở về với sự bất động. Nhưng mấy con nhớ kỹ, không khéo mấy con cố gắng mà giữ tâm bất động để ức chế ý thức của mấy con thì mấy con sẽ lạc được. Đó là tu sai. Nó không dễ đâu mấy con. Cho nên khi mà muốn tu tập cái câu tác ý như vậy đó thì mấy con phải tập, rồi mấy con mới trình bày những cái điều mấy con đã cảm nhận. Không khéo thì mấy con ức chế cái ý thức của mấy con bằng hơi thở, hít vô thở ra. Có người, nhiều người tu tập tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự mà sao tôi nghe tôi tức ngực quá, tại vì ôm hơi thở chẳng tức ngực. Đó là cái sai của mấy con. Tại sao mà thầy dạy mấy con hơi thở? Bây giờ trong cái đặc tướng của mấy con nè, thầy nói tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự. Nhưng mấy con tắc ý vậy rồi, mấy con ngồi đây niệm này khởi tới niệm khác, khởi tới niệm khác khởi, nó không bất động được. À, buộc lòng thầy phải dạy mấy con nhiếp trong hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Rồi tác ý một lần, chứ không phải được hít vô thở ra cứ ôm chặt, cứ bám trong hơi thở đó mà không tác ý thì không được. Cái gì tu cũng phải có thầy chứ. Tu mà không có thầy mấy con tu nó trật đường, nó gây ra những cái bệnh tật do cái sự tu tập ảnh hưởng đến cơ thể của mấy con. Cho nên hôm nay thật sự ra đời chẳng có gì đâu mấy con, các pháp đều vô thường. Không có pháp nào là của mình cả. Nếu không tu, mấy con bị cuốn trong cái dòng đời. Rồi ăn, rồi con, rồi cái, rồi nhà, rồi cửa, rồi tiền bạc, công ăn việc làm, tất cả nó lôi mấy con vào trong góc độ. Trách nhiệm bổn phận của mấy con hiện giờ còn con nhỏ phải nuôi cho lớn khôn, đúng 18 tuổi, cho nó có nghề, không ăn việc làm, hướng dẫn cho nó con đường tu tập, đừng để cho nó bị nhiễm ô đời. Chẳng hạn nào bây giờ lớn tuổi rồi, mấy con nghĩ rằng phải cưới vợ gả chồng cho nó là xong bổn phận làm cha mẹ. Điều đó mấy con tạo thêm sự đau khổ cho con cái của mấy con. Các con thấy đầu tiên mấy con thấy một mình nó chưa chướng ngại lắm đâu. Nhưng mà có thêm người vợ thì có hai người phải có hai ý. Thì vợ chồng sẽ cãi qua cái lời. Đầu tiên thì nó còn tôn trọng nhau, nhưng sau đó nó lờn mặt rồi, nó không tôn trọng nữa, thì nó sẽ có tiếng này tiếng kia. Từ cái chỗ đó nó sẽ đau khổ. Và sinh con đẻ cái ra đâu phải chuyện dễ. Một đứa bé như thế này mà nuôi nó lớn khôn mấy con biết bao nhiêu công lao, chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Hôm nay chúng ta cũng trở thành những con người đầy đủ những trí tuệ lớn, chúng ta hiểu biết. Cho nên chúng ta dừng lại ngay liền, đừng bước thêm những dục lạc của thế gian, để tìm con đường giải thoát. Hạnh phúc gì mà dục lạc thế gian? Ăn miếng ngon chưa hẳn là hạnh phúc, có vợ có chồng chưa hẳn là hạnh phúc. Cái bóng hạnh phúc của các con nghĩ là cái sự đau khổ ở trong đó. Đời không có gì là không đau khổ. Cho nên biết được Phật Pháp, có duyên với Phật Pháp, mà tại sao chúng ta không ôm chánh Pháp của Phật để được giải thoát? Đừng dễ vui.
Như hồi nãy Thầy nói, tất bóng thời gian một tất vàng. Tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi an. Đừng để thời gian trôi qua, nó mất đi rồi lấy lại không có được. Cho nên ngay từ bây giờ phải làm chủ sinh già bệnh chết thì chúng ta mới an tâm, chứ chưa làm chủ sinh già bệnh chết thì chưa an tâm. Bệnh nó đau, nó đến đau, mấy con chưa làm chủ nó thì mấy con đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, chịu sao nổi. Chưa làm chủ chết, trước khi chết đâu phải nằm yên đó nó chết đâu. Nó lăn lộn, nó trăn trở, nó khổ sở vô cùng nó mới chết được. Cả một vấn đề. Cho nên sinh già bệnh chết là bốn sự đau khổ. Cho nên các con nhớ kỹ lời Thầy dạy. Ngày hôm nay chúng ta chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này thì nhất định là ngày mai phải làm chủ. Mỗi người chúng ta đều có ý chí. Quyết định là do ý chí của chúng ta. Nam cũng như nữ, người nào cũng vậy, người nào cũng có ý chí kiên cường phải làm chủ bốn sự đau khổ mà chúng ta mang thân người, là chúng ta có bốn sự đau khổ đó. Cho nên ở đây phải nỗ lực thực hiện cho bằng được tâm bất động thanh thản an lạc vô sự.